Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình chia sẻ các bạn cái cách chúng ta tạo một số cái ảnh grip gọi là ảnh động để thiết kế một số cái banner mà các bạn muốn. Thí dụ như trong tất cả các trường hợp các bạn có thể sử dụng nó vào thiết kế banner, làm ảnh động, làm ảnh tạo những cái hiệu ứng vui mắt khi mà các bạn thiết kế cho khách hàng, hoặc là các bạn tự tạo cho mình một số cái ảnh động để up web ha. Rồi thì trong video hôm nay thì để tạo những cái ảnh động trước cái chớp như thế này thì mình chia sẻ các bạn cái cách mà mình làm rất là đơn giản và dễ làm. Nói chung là ai cũng có thể làm được trong những cái ảnh động này trên Photoshop ha. Rồi thì hiện tại đây là một cái file ảnh mình muốn thiết kế một cái banner để mình đưa vào trong web. Đó là cái menu của Retouch 40. Thì bây giờ mình sẽ muốn ảnh động của cái phần này và cái phần size up thì mình sẽ muốn nó chớp liên tục và chớp hai màu luôn. Còn cái phần cái biểu tượng Retouch 40 thì mình muốn chớp liên tục và cũng hai màu luôn. Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành như thế này. Thì đương nhiên rồi, các bạn phải thiết kế sẵn một cái banner ha, để tạo một từng lớp layer riêng để chúng ta có thể dễ dàng mà làm ảnh động. Thì thường những ảnh động thì là những cái lớp layer riêng, các bạn chú ý cái phần này ha. Nói chung là làm thì nó đơn giản nhưng mà phải làm đúng. Rồi bây giờ mình sẽ nhân thêm một lớp. Đây là nó hai lớp màu, thí dụ như cái lớp trên đó là mình muốn nó là cái màu cái nhiều màu đi ha. Nhiều màu thì mình sẽ vào hiệu ứng style nè, mình sẽ chọn hiệu ứng nhiều màu đó. Rồi thì những cái hiệu ứng này các bạn tự tạo hoặc là các bạn có thể là lấy sẵn trên Photoshop ha, có rất là nhiều trong style này. Rồi việc thứ hai của chúng ta là bây giờ mình sẽ tiến hành tạo ảnh động. Thì tất cả những cái lớp layer các bạn lưu ý là mình sẽ để riêng toàn bộ ha, để cho chúng ta thiết kế nó dễ dàng hơn. Thì các bạn vào Windows nè, các bạn chọn cái timeline cho mình. Thì cái timeline này á, thì nó có một là tạo video, hai là tạo ảnh động. Thì các bạn muốn tạo được ảnh động á, thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần chọn Red Animation đó. Rồi thì các bạn lưu ý giúp mình cái phần này ha. Đây cái phần này cũng khá là quan trọng. Để rồi thì đây là cái phần tổng thể của cái file ảnh là hiện lên, thì nó nằm ở cái góc này rất là nhỏ ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là nhân lên một cái ảnh nữa nè. Ở đây là ảnh số 2 ha. Nếu các bạn muốn cái retouch 40 này nó chớp á thì các bạn tắt nó đi. Rồi bây giờ mình sẽ muốn cái biểu tượng của retouch 40 này á mà sẽ đóng lại. Thì các bạn trước tiên các bạn nhân cho mình thêm một cái timeline nữa. Thì các bạn sẽ đóng con mắt này lại. Và cái timeline thứ hai á là cái size up này nó sẽ chớp hai lần hai màu, và cái retouch 40 á các bạn giữ nguyên ha, nó hiện lên. Rồi thì rất là đơn giản vậy thôi. Rồi cái timeline thứ ba là các bạn sẽ cho cái biểu tượng của cái band này đi. Cái band này nó sẽ chớp đó, thì các bạn sẽ đóng lại ha. Rồi các bạn cộng lên thêm một cái timeline nữa là tất cả đều hiện lên ha. Tất cả đều hiện lên bao gồm style up luôn. Rồi như vậy thì chúng ta đã set được 5 cái timeline hình ảnh động. Vậy thì chúng ta nhớ cái phần này ha. Cái phần này các bạn chọn one là một lần, còn các bạn chọn forever là lặp lại liên tục. Thường thì mình sẽ chọn forever đi ha. Nó sẽ lặp lại liên tục thì cái ảnh động của chúng ta nó chạy mượt hơn. Và đặc biệt là cái phần set này nè các bạn. Cái set này là cái dây ha. Các bạn lưu ý cái phần dây này á, chúng ta muốn lặp lại cái ảnh này bao nhiêu giây á thì các bạn sẽ set thử ha. Ví dụ như mình muốn lặp lại 1 giây hoặc là 0.5 giây. Ở đây mình sẽ lặp 0.5 giây, các bạn nhấn phím shift các bạn chọn hết ha. Rồi, các bạn nhấn phím like test thử. Đó, vậy là chúng ta đã xong rồi ha. Nó rất là đơn giản ha. Đó. Rồi thì cái cách mà chúng ta set cái ảnh động timeline nó rất là đơn giản vậy thôi. Rồi thì trong phần này các bạn lưu ý là cái phần forever và set dây. Thí dụ như mà các bạn set dây mà nó hợp lý, thí dụ trong trường hợp cái timeline chúng ta dài á, các bạn set dây nó nhiều chút để cho nó chạy chậm lại. Thí dụ trong trường hợp mà chúng ta set khoảng 1 giây đi ha. 1 giây á thì nó sẽ chạy rất là chậm ha, các bạn thấy không? Đó, trong 1 giây nó mới chạy mà. Nên các bạn muốn chậm hay nhanh á, tùy theo tấm ảnh. Ví dụ như các bạn tạo hiệu ứng khối lên á thì các bạn sẽ chọn 1 giây. Còn ở đây mình chọn 0.2 giây á thì nó sẽ chớp liên tục như thế này nè. Nó nhìn nó cũng vui mắt hơn ha.
Rồi vậy thì bước tiếp theo của chúng ta là sẽ add nó ra file zip và up lên các trang web, hoặc là các bạn up lên mạng xã hội vẫn được ha. Thì chúng ta vào file nè, import nó ra. Các bạn chọn import một là shell web đó, hoặc là các bạn shell x như thế này. Thì ở đây nó có nhiều nhiều cái chế độ shell, ví dụ như là BNG nè, RIP nè, nó BNG hoặc RIP tùy theo các bạn thôi. Cái tỷ lệ khung ảnh thì nằm bên đây. Các bạn muốn nhân lên ít bao nhiêu lần thì các bạn nhân, hoặc là các bạn giữ nguyên cũng được. Nếu các bạn save trực tiếp theo cái file ảnh này luôn thì ở đây các bạn chọn auto ha. Giờ ở đây size thì mình để mặc định luôn, mình sẽ import nó ra. Ok. Rồi, cái cách thứ hai chúng ta có thể save nó dạng web. Thí dụ như ở đây mình sẽ chọn là save for web, có nghĩa là mình save để mình up lên web á. Thì đây là cái chế độ save up lên web, nó sẽ nén lại cho chúng ta. Nó sẽ tự làm cái file rip phù hợp với trang web để chúng ta đưa lên web ha. Vậy thì chúng ta phải save web nữa. Đó, file rip cho web nè. Rồi, sau khi chúng ta save xong thì mình sẽ tiến hành test lại ha. Sau khi chúng ta save xong á, chúng ta sẽ review lại trên cái desktop á, thì ảnh rip của chúng ta nó sẽ hoạt động như thế này. Nó rất là bình thường ha. Rất là hay. Rồi, thì trong video này mình chia sẻ các bạn cái cách mà chúng ta tạo cái file ảnh rip trên Photoshop rất là đơn giản và dễ làm ha. Nếu các bạn nào quan tâm thì có thể tham khảo và làm để tạo ra những cái menu thiết kế website, hoặc là thiết kế cho khách hàng những cái ảnh để chúng ta đưa lên website ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn lại các bạn ở video tiếp theo. Đây là cái Retouch 40, nó hỗ trợ size up 20% bản quyền nếu như chúng ta mua với cái link với phần mô tả của chia sẻ BTS đó, thì sẽ được giảm 20% nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo.